Mở lại ông đồ chi ngầu ông bên lắc. Thế này phải đúng rồi, cái bản nhạc gây nghiện nhất. Gì đấy? Tao đi chơi game với mày. Đồ, bọn em đi chơi game rồi, có tiền không mà chơi. Tiền tao không thiếu. Đồ, nó gắt giữa mà. Thiếu mà. Nộp tao khoảng 300 ngàn lẻ. Wow. Bữa nay giàu ấy, lấy tiền mẹ hả? Mẹ cho. Tiền này tiền của tao. Đồ, gỡ gỡ. Khai lại chơi em nạp tiền cho. Đồ, khách VIP, khách VIP. Chơi nợ, chơi nợ lọc mặt mà đây gắt vãi lồn. Cái thái độ thấy ghét lắm. Đấy, bữa nay mình nó có tiền nó lên mặt. Thật sự có tiền lên mặt đấy. Mày thấy bữa trước mẹ đập bàn phím không? Lão có đấy mà chưa chưa bữa nay lên mặt. Giờ mà kiếm trò gì cho nó đi. Nó mới hết làm công trả nợ mới hết chứ mấy. Bữa nay nó phải cầm tiền đi mấy. Trời ơi, không có tiền mẹ cho nó nợ. Không bữa em tính toán bạc không phải có thuốc sổ ở nhà. Bây giờ lấy cho nó cũng được. Thuốc số mà mẹ lỡ mà số ở đây phát mẹ ngập luôn quán tao thì mẹ chết mày. Không, sợ nó số bán đâu bán nhiều người chơi đồ này thì cần đồ thôi. Thì chắc nó phải ra bụng chứ đúng không? Để nhé mà đủ nó lên mức độ mà mày số là quán mà phải lấy liền đấy đi. Số đây đủ. Mình gói bữa mình cho 2-3 đứa mà. Má 2-4 thuốc số gì mà mày dấn mẹ một liều vậy, chục viên vậy. Bữa mình tính cho mấy thằng bạn kia nó chơi láo láo mà chưa cho được, của nay nó láo láo của nay cho nó. Lỡ mà có khi nào má cho cái này xong nó số phát. Mà thôi thì mẹ nghĩ cũng tức là cho nó biết mẹ thôi, mẹ tao sẵn đây tao cho nó ấy. À đúng rồi. Tao phải đây. Đúng không? Mình cho nó số mà nó mới số nó quán đi mẹ sẽ bắt nó. Đúng rồi. Đường quán chứ. Đúng không? Đúng rồi. 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 Này, cái cô thanh niên đây, ngồi đâu? Mẹ thanh niên trẻ trâu đó, thấy thanh niên trẻ trâu đang ngồi kìa. Bé về nhà. Đù, gắt. Xin lầu ông bé lát nữa rồi. Mẹ lại xịt xì ngầu rồi. Rồi thì mẹ chắc phải đi trôn nó rồi. Ok. Mà chắc phải làm sao để mà trôn được. Thì vừa rồi thằng trẻ trâu đến chơi nét, mẹ bữa trước toàn chơi nợ, bữa nay mẹ cầm tiền trăm đến chơi, mẹ tỏ cái thái độ mẹ cực kỳ ghét luôn, thấy là ghét luôn. Còn khinh thường mẹ, thằng em nó sắm được một mớ thuốc số đây đấy, nghiên cứu mẹ trôn nó cho uống thuốc số mới được, dằn mặt nó mẹ cho nó mẹ tốt đít nó luôn. Ok, ở đây chính là giải thuốc số này rồi. Còn biết mày còn biết thế nào là lấy đụng, thổ thái độ không tác. Thường nước khoáng tanh đây. Hôm nay mình sẽ khuôn mãi cho nên nước này, cái nước này rẻ thôi nhưng mà mình khuôn mãi để lấy lòng nó. Đấy. Kèm cho đó là tê đen. Ok. Khuyến mãi mày cho nước uống đi. Sao mà trước không làm 500 khuyến mãi, bữa nay 100 khuyến mãi ấy. 500 đồ. Không, tao thích 100 khuyến mãi rồi, bữa sau mày làm 100 thôi nhá, đừng có làm 500 nhá.
Ủa nha, nói được không chứ bỏ gì mày? Ai bỏ gì mày? Tao không bỏ âm, không tao không bỏ nhất. Ủa đi, ủa gì? Đấy, như vậy là anh em tôi đã tặng cho thằng trẻ trâu chai nước thuốc sổ rồi. Đấy, các bạn thấy chai nước cực kỳ đấy. Thanh niên vẫn đang phê nha, không biết gì cả. Ngồi thấy ghét không mày? Mày đúng là mày nghĩ ra trò thuốc sổ mày ác. Đấy mà mày thấy tan nhà tao mới lau không? Nó mà sổ ra đấy tí nó bắt nó lau lại chết mẹ luôn. Ở đây là mở nước uống nha. Anh chưa lại mở ra cho nước mà. Đâu, uống nước được rồi, mở cái này. Vậy thôi. Má, sai vậy luôn. Cái kính này thì sai này. Đúng vậy nào. Má, nó muốn nạp trăm ngàn, muốn làm gì thì làm ạ. Sai của mình. Đúng. Rồi, chết con mẹ em rồi. Mày liền lúc nào. Phải lại coi thằng trẻ trâu này nó chơi game như thế nào mà thuốc chưa có tác dụng này. Đồ quá. Ê, trẻ trâu. À, em nhầm, khách VIP. Mày chơi gì đấy? Mày coi gì đấy? Coi được con. Đồ, mình luôn. Má, đây tao nói giải đấu gì đây? Mà cũng biết nữa. Tụi em mấy chuyện rồi, cái này hay lắm, tao bật tao coi thử. Đồ, tính một ước làm mà... làm game thủ thế giới nhờ. Tao ước là mà một mai sau này tao sẽ làm game thủ của Việt Nam. Ừ. Best Yasuo. Damn. Đồ. Best Yasuo mày sao tao thấy mày coi gì không vậy? Tao nếu biết tao coi gì nữa. Mày thành lồ. Đủ mà. Nước nhiều không mày? Hết nước để tao uống nữa này, cho tao uống nữa này. Im coi, nước của tao nước mày đầy không đấy. Thu có tác dụng rồi. Nó mong bụng. Má đâu cũng dữ vậy. Nếu mà ngu một ngày đánh đi. Nếu mày đánh đi ngu. Như này. Chưa biết thằng thuốc có. Má trẻ trâu vãi lồn má. Trẻ trâu ức chế coi rồi mày nó sổ hết. Đây nhà nó còn đập thêm mấy bàn phí nữa. Thanh niên mẹ đi số rồi. Đi số. Nhìn kẹt gì mày? Đi đủ. Lộc đấy. Thằng này nó chưa sợ mà. Nó vẫn chưa biết thằng nước có thuốc hay sao. Vẫn uống tiếp kìa. Nó chai nước rồi. Chết con mẹ rồi con ạ. Ở dưới cuối, càng ở dưới cuối thì mình thuốc nó càng đặc. Lại đi nữa. Số nặng quá rồi, trố vậu rồi. Tiêu kìa, tiêu ạ. Thế kiểu này,
quên chứ, mẹ tí nữa lại đóng cái cửa lại nhá. Bây giờ vô đóng luôn đi, vô đóng lại luôn đi. Mẹ coi thử nó chạy đâu. Cho nó ra ngoài bời nó biết cảm giác nhục nó đến nó mức độ như thế nào nhá. Ok, vào đóng cầu đi. Ông Trẻ Trâu. Gì? Ờ quên khách VIP đó. Sao mày tao thấy mày mệt mỏi thế? Không biết nữa, sáng giờ thấy cái gì á, mình đau bụng lắm. Mày đau bụng mày vả cho con làm sao mà. Mày đau bụng mà thì mẹ sẽ chó này, chó. Chó mà mẹ hai con nó chờ trực mày đây. Hả? Sáng giờ đau bụng tao không biết tao đi bao nhiêu lần nữa rồi. Giờ hết sức luôn. Hết sức rồi. Nãy sáng mày hổ báo, tao thấy mày vô mày lớn tiếng vậy mà giờ sao yếu đuối vậy, khách vip mà gì, chém mày. Mày còn sai tao xe vặt kia lắm mà. Mày xe vặt động kinh lắm mà. Mày không biết nữa, sáng nay tao không biết tao em có ổn mì mà sao giờ nó đang bụng đi sáng anh, giờ. Anh ổn mì hả? Hay là mày lấy tiền mẹ mày trong khi tao tháo thái, tao tháo được rồi. Tao không biết hả? Mà mày có lấy tiền mẹ mày đúng không? Không. Đó, cứ đi trực theo đây chết rồi. Thế đau mà. Thế có khi nào mà ăn đúng thuốc số không? Tao cũng biết rồi. À, sao mày biết thuốc số? Thôi giờ tao chưa biết cái thuốc số làm sao luôn á. Tao cũng đâu biết đâu, mày tao đoán vậy thôi chứ. Nhưng mà trong món mì mà ai bỏ thuốc số chẳng đâu mà uống. Mày à, ai biết được, thêm xui chứ. Tao nghỉ lắm, mày thấy sáng giờ mày ăn mày uống gì nữa không? Có uống chai nước của mày đưa tao. Tao nghi mày nha. Mày có, tao làm gì đâu nghi. Làm gì đâu nghi đúng không lắc. Bữa nay mày khách VIP mà tao đâu. Mày khách VIP tao không dám đụng gì đến mày luôn. Mày chửi tao như chửi chó đó mà. Tao nghi có thằng nào để cho tao uống thuốc số nè. Thế mà tao chỉ uống mỗi một cái nước của thằng nào thôi. Đấy, uống mình nước hả? Mày biết cái trong đấy có gì không? Mày thấy ngon không hả? Ngon không? Ngon nhưng mà sáng giờ tao đau bụng lắm. Ngon hả? Thuốc số ngon không mày? Liều nặng là rất là ngon, nhớ liều nặng. Đó rồi. Hả? Còn đâu bỏ mẹ ra đi. Đâu rồi? Má nghĩ chơi ác thật anh em ạ. Uống thuốc số rồi. Chứ một bay nghĩ sao mà một bay bỏ thuốc số vào trong nước cho tao uống. Một bay chơi ác ác vừa vừa chứ. Mày biết không? Đời không có cho không ai gì hết đúng lắm. Đúng rồi. Không cho không ai gì hết được. Ôi lần sau đừng có hổ báo rồi nhé. Đừng có lớn giọng khách vip nhưng mà mày còn trẻ trâu lắm, non mà xanh lắm các bạn. Chứ mày quay chơi ác vừa vừa thôi chứ không quay bỏ thuốc. Thôi thuốc rồi, của tao đừng, rồi. Mày nói nữa trời phạt đấy nhá, trời nó phạt chết con mẹ em luôn đấy. Đấy tao nói. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì, hy vọng là xem xong clip này các bạn thấy vui, thấy hài hước thì nhấn like, subscribe và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Đừng quên là mình nhấn vào quảng cáo để ủng hộ chúng mình. Ok, cảm ơn các bạn.